của Liên đội trường Trung học cơ sở Tân Quang diễn ra vào lúc 16 giờ. Giới thiệu đại biểu ba đọc biên bản đại hội chùa bồi và ban chỉ huy tuyên bố hết 2021 dự thảo phương hướng năm 2022 xin liên lạc chủ tịch đoàn. Xin cảm ơn, mời bạn Như ấy lên con thay. 2021 quỹ đội Thank you.